Rồi, chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình đưa trẻ con đi vào công viên Thủ Lệ chơi. Bây giờ đang trên đường đi ra lấy xe, nên là đi ngược lại của cái vòng hồ này để quay lại cái cảnh này cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, vừa nãy mình đi ở phía bờ hồ bên kia xem voi này, rồi xem các con động vật khác. Nhiều động vật lắm. Bây giờ thì đi ven cái hồ này thấy cảnh đẹp quá thì quay lại cho quý vị và các bạn xem. Đấy, ở trên này đi ở phía bên này có vẻ yên tĩnh và thoải mái hơn. Bên kia thì đông người và người ta bật nhạc rất là to. Đấy, mình đi, mình quay lại bên này. Hồ này, cái hồ này thấy nước rất là trong. Ở Hà Nội kiếm được cái hồ nước trong này cũng phải nói là hiếm đấy. Ngoài cái hồ Tây nó rộng thì có nước gọi là tương đối thế thôi, chứ còn các hồ khác thì nước cũng bị ô nhiễm bởi vì mật độ dân cư quá lớn. Thì ở công viên Thủ Lệ này có cái cầu bắc qua cái hồ này là một cái hình tượng nổi tiếng của công viên. Chỉ cần nhìn thấy cái cầu này cái là người ta nghĩ ngay đến công viên Thủ Lệ. Đấy, bên kia là voi này. Đấy, hổ, báo, sư tử, gấu, hươu sao, nai. Rất nhiều các cái con thú ở trên này. Ở đây phía góc chỗ đầu cầu kia người ta còn có cả cái dịch vụ cho chui vào cái quả bóng kia xong rồi là chơi ở trong đấy, nổi trên mặt nước. Mình không dám cho trẻ con chơi cái trò ấy. Chui quả bóng ấy, người ta bơm khí vào xong rồi chui vào đấy kín mít, nổi trên mặt nước. Cảm giác nó cứ sợ sợ. Phía bên kia cái tòa nhà cao tầng là tòa nhà Lotte. Chắc là nó phải là cái tòa nhà cao nhất Hà Nội. Đấy, phía ở bên tay phải này cũng có hồ nhé. Đấy, nhưng mà nó phải vượt qua cái con đường này. Mình đang đi ở phía bên này, hồ bên này thôi. Và phía qua cái cầu này thì là cái khu vực hồ bên này thì người ta cho thuê các cái dịch vụ đạp vịt này, những cái hình con vịt này, hình con thiên nga kìa, là người ta cho thuê để đạp. Lát nữa mình ra mình xem. Đây, bên này cũng có hồ này. Đấy, phía đằng bên kia là cũng là có hồ này. Nhưng mà hồ bên đấy thì cũng không khai thác dịch vụ gì nhiều. Chỉ là tạo quang cảnh thôi. Đấy. Đấy, và bây giờ mình đi qua cầu này để ra phía cổng lấy xe. Đây này, đạp vịt này. Đấy. Các bạn trẻ yêu nhau hoặc là các gia đình có thể cùng ngồi lên trên cái con vịt đấy để đạp. Giờ này thì hơi nắng nên là ra đấy thì chắc là sẽ hơi nóng đấy. Đó. Đấy.
Bây giờ mình đi ra ngoài lấy xe nhá. Giờ này cũng bắt đầu nắng rồi. Bây giờ tầm chắc khoảng 10 giờ rồi. Mình ra lấy xe nhá.